anh em đồng hương Hải Phòng. Vừa về thêm một chiếc Range Rover bản Autobio P400. Đây là bản trục cơ sở dài, mang ngoại thất màu trắng, nội thất màu nâu, có bộ mâm rất là đẹp. Chiếc này được nhập khẩu nguyên chiếc và là phiên bản đủ đồ luôn. Chúng ta có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da cao cấp, hệ thống loa Meridian, trang bị cửa hít, hệ thống treo bóng hơi, đem lại cảm giác ngồi rất là thoải mái. Đây là phiên bản Autobio sử dụng động cơ 3.0 cho khả năng vận hành mạnh mẽ và hệ thống treo bóng hơi cực kỳ là đầm chắc. Chiếc này chính chủ từ mới sản xuất năm 2020 và là một trong những chiếc xe màu trắng nội thất nâu hiếm hoi trên thị trường. Chiếc Range Rover Autobio P400 này và có tựa để tay bằng điện. Chỉ cần bằng một thao tác, một nút bấm là chúng ta có thể điều khiển chiếc tựa để tay này. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, thiết kế form dáng mạnh mẽ, uy tín, khả năng cách âm rất là tốt và đặc biệt cái không gian thiết kế của dòng Range Rover rất sang trọng. Anh em cần một mẫu xe SUV cỡ lớn